Đấy, hoa là phải có lá, có cành nhìn nó mới đẹp được. Tất cả là đầy đủ mọi người, bàn ghế tất cả mọi thứ đến đấy đấy là đầy đủ hết rồi đấy. Obrigado nosso filho à. que nos arranjou essa casa que é a igreja de Deus. É uma alegria para nós. Não temos mais a coisa que vamos falar. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Hello, chào các bạn. Ok, chào các bạn, trên Sirim. Đây là bạc trưởng thôn mọi người. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Đấy, nhưng mọi người nhìn bên này thấy đây cũng thấy rồi. Là hôm qua cũng đã chui giòn sạch sẽ luôn, sớm xong rồi. Thì hôm nay là đưa những cái bức tường trong nhà thờ mọi người để là chuẩn bị cho cái ngày trọng đại là ngày khánh thành đấy mọi người. Đấy là hôm nay đây, năm nay là lần này là có đấy của cái tường chùa đây mọi người, là sơn rất là đẹp luôn. Taki, Pega. Yeah, leva, leva. Outro vamos pegar aí. Đây, năm nay là có hai bức tường này mọi người, thì sơn rất là đẹp luôn. Đấy, thì năm nay là thờ đúc thờ chạm người ta là có sơn này mọi người, sơn là đẹp hơn những lần trước đấy. Thì người ta làm như thế thì anh em mình lên mua đấy. Nói chung là cái bên công giáo anh mình cũng phải không phải bên công giáo nên là cũng không là hiểu biết gì về nhiều. Thì nói chung là có gì mà chưa đúng đấy. Đấy, còn thiếu sót thì mong mọi người là góp ý thêm để là những lần sau được hoàn thiện hơn mọi người. Đấy, còn lần này mình thấy đấy, những cái bức tường này đấy rất là đẹp luôn, rồi cũng như là cái tường chùa Giê-xu đây mọi người. Đấy, lần này cũng sơn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ để bê vào trong để bắt đầu là làm giả rồi gắn những cái lên tường mọi người. Dạ có là leva dentro. Dạ hoje vamos meter tudo essa. Quarta-feira vamos fazer festa, ya? Vamos, leva, leva, leva. Cuidado, cuidado. Já, leva já dentro. Đấy, con bàn ghế mọi người, ghế cho ghế là đấy đầy đủ bên này đó mọi người. Bây giờ để đi vào trong đã. Vem, vem, abre tudo. Janela. Ana, mete aqui lá, aqui, aqui. Aqui mesmo. Aqui. O mais maré é esse lado? Ou qual é o lado? O pai. Đây, bây giờ để khoan cái này mọi người lắp lên. Anh thấy khoan đâu đấy, khoan thôi. Khoan đi, khoan đi. Chế đứng nhé. Từ từ đứng. Xuống xuống đi. Desce, desce. Desce, xuống nữa đi, xuống nữa đi, xuống nữa đi. Desce, desce. Bay, bay, bay xuống. Lên tí, lên tí.
Đấy, đóng thánh giá này, cái thánh giá xong rồi mọi người. Bây giờ là để mà bắt đầu đóng hai bên cũng như là bắt đầu là lắp bàn ghế vào đấy. To do list. Đấy, những cái này là theo chỉ đạo của bác trưởng thôn mọi người. Ok. Mày mà ra phía cái xe lạc đúng không? Hồi ấy, đấy, bây giờ cái những cái này là mình cũng không phải bên công giáo và anh Thanh cũng thế mọi người. Anh em mình không phải bên công giáo nên là cũng không biết. Bây giờ những cái này là để do bác trưởng thôn là bảo anh em mình là gần bên nào thì anh em mình sẽ làm theo mọi người. Đấy, còn nếu anh em hiểu bên công giáo thì nó khác sẽ am hiểu hơn. Còn những cái này thì để người dân, vì người dân cũng như các bác là sẽ là am hiểu rồi mọi người. Đấy, nên là bây giờ cứ theo người dân mà các bác trưởng thôn thôi. Prego Matelu. Đấy, làm xong này bắt đầu phải sẽ chui giòn một lần nữa mọi người. Tí nữa sẽ là cho bàn ghế tất cả mọi thứ sẽ đã mang vào luôn. Khoan để gắn vào tường như thế mà chắc được mọi người. Thì ông là tu vào mê tê cà đê là ra đền trụ. Khi cần số thì phải sẽ là gà. Thế phải cho tất cả ghế ở ngoài là cho vào. Tu đủ. Loan giang gà. Đấy, ghế ban ở ngoài này bây giờ cho vào mọi người. Yeah. Yeah. Mete dentro, cadela. Đấy, tất cả ghế này, mọi người là có mấy chục cái ghế đấy. Gần 40 cái ghế. Đấy, 38 cái ghế mọi người, 38 cái ghế ngồi đấy. Đấy rồi, bây giờ là sẽ là đưa vào để cho vào trong nhà thờ luôn. Đấy, nhìn cái nhà thờ ngoài nặng này rất là đẹp mọi người. Cuidado, đâu bao cả, nó bật. Mete Zenovi, Zenovi. Mete bati paredi? O paredi fica pouco? Não, fica um metro, vai andar. Não colando paredi. Não, direito com mosaico assim. Essa vai assim, dessa porta vai entrar. Me acompanha essa. Aqui não é cola muito. Oi, faz direito, como é você? Direito, vem, olha, olha, đấy, đây mọi người, đấy, ghế đã bỏ đầy đủ trong nhà thờ đấy rồi. Đấy là có 38 chiếc ghế mọi người. Đây là mình cũng tính các hàng gạch làm đầy đủ luôn, từ trên này xuống dưới là không để nhiều quá mà cũng không để là thừa quá mọi người. Đấy là từ trên này xuống dưới này đây là vừa đủ luôn, vừa đến chỗ cái cửa này đấy mọi người. Đấy, là vừa đến đây là chỗ sau này là vừa đi lại mọi người.
Đấy. Chứ không làm sát tường quá, cũng như hai bên. Hai bên này đây cũng là vừa đủ để mọi người là đứng bên này cũng như là đi lại rất là thoải mái đấy. Đấy, đi lại rất là thoải mái đấy mọi người. Đấy, là bên tường này đấy. Đấy, con chỗ này là cái cửa đi vào đấy. Cửa đi vào đấy. Đấy, đi vào đi từ bên này đi vào đấy. Chỗ này thì không bỏ ghế đâu. Đi vào đây là đi lên đây luôn. Đấy, hai bên hai cửa này. Nói chung là trước lúc làm ghế cũng là tính đó mọi người. Tính toán thế nào cho nó hợp lý. Cũng không nhiều quá mà cũng không được ít quá. Thế này là vừa đủ đấy. Ngồi vào đấy. Đấy. Người phía sau ngồi, người phía trước đấy. Dạ bây. À xí. Nên otro senta aquí. Đã bộ phong. Phá chê rê xa. Dạ. Lúc này ngồi được rất là nhiều người làm lễ luôn. Tu đu bò đi senta á. Ngồi vào đây ra. Đấy. Đấy, vừa đưa vào là đấy đấy để ngồi thử cho mọi người. Đấy, rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Và bây giờ để làm cho xong nồi cái phía trên này mọi người làm mấy cái giá để đặt tường lên đấy, đặt tường hai bức tường này lên đấy mọi người. Nó sẽ bê bàn, bê cái bàn vào đây luôn. Là xài mấy cái tấm này vừa lên. Nó có lồ trách rồi. Lấy cái búa to mà đóng chế đi. Mang pouco, mang pouco. Vô, một pouco. Yeah. Đấy, để đóng cái giá để tường mọi người. Để mình đem mấy cái khăn trải bàn rồi những cái. Nói chung là đồ rất nhiều. Hóa rồi, bình hóa, lò hóa rất là nhiều. Để vào trang trí trong đây mọi người. Hóa này. Rất là nhiều thứ luôn. Đấy, bình hóa này. Chamame otro. Rất là nhiều hóa, nhiều đồ mọi người. Đấy mọi người, đóng cái giá này bây giờ là bỏ một cái tấm vải này. Đấy, tấm vải trắng này đang mới sạch đẹp này mọi người. Đấy là bỏ lên đây, dạ vậy. Đấy bây giờ là bỏ tường đấy mọi người. Đấy, nói chung những cái này thì anh em mình không phải bên công giáo nên mà cứ để là các bảo với người dân là từ làm như thế nào, thiết kế đặt những cái gì ở trong nhà thờ, vị trí nào đấy là các bác đặt. Dạ vậy. Ese. Vos mete ese lado, né? Sim, sim. Vos mete, ya. Đấy, để mọi người đấy. Ya, debaga. Cuidado. Agora esse lado, né? Sim. Aí vai já tá tường bức tường bên này nè mọi người. Đấy. Thì hôm nay xong là bắt đầu mọi người là hôm nay hoặc ngày mai là sẽ cho tất cả mọi người là dỗ lau dọn là một lần nó cho thật sạch sẽ để đến chơi đến ngày lễ trọng đài đấy là ngày khánh thành. Vậy được rồi đấy, mana tudo vamos limpar bem, assim tudo,
Yeah, dessa dia fazer festa só limpo. Para đây vamos chegar aqui. Đấy. Bây giờ là để đặt hóa mọi người, cả cái lò hóa rồi là trên bàn này. Dạ phải. Đấy, để bác đặt những cái này mọi người. Mẹ thì có ra nằm mê giảm không phê cao công một. Ủ tê ủ, em nào xa biển nó cũng nhé xưa ấy. Tá aqui, essa. Meteu ali, não vai meter. Đấy là nến mọi người. Đấy, mình năm nay là thay đổi mua cái nến này cho mọi người. Cho nó vê lá. Vê lá, meter qua lê lado. Coisa se mete esse lado. Đấy, nói chung là anh em mình không phải bên công giáo mọi người, là không hiểu biết nhiều, nói chung là cái gì còn thiếu sót thì mong mọi người là góp ý thêm. Đấy. Cái nến này là ngày mai mà lúc nào làm lễ mọi người bắt đầu mới mở ra mọi người nhé. Dạ bây, esse fica esse lado tá bom, né? Aqui vela, né? Bây giờ là hai cái lò hoa này nữa. Để mang hoa ra cắm. Hai cái lò hóa xem. Vậy, esse vamos meter aqui. Aqui mesmo, né? E o outro le. Đấy, cái bục này là để đấy mọi người, cạnh cái cửa sổ này để lúc nào là đọc các cái cuốn kinh thánh ấy, chúng mình hiểu sơ sơ như thế mọi người. Đấy, hôm nay cũng thay đổi làm cái này nó khác biệt một tí, cũng nhìn rất là đẹp mọi người. Đấy. Bây giờ là để bắt đầu là cắm hóa mọi người, hai cái bình hóa này đấy. Đấy, mình mua rất nhiều loài hóa. Đấy mọi người, hai bên là có hai cái lò hóa này đây. Bây giờ là cắm thêm một ít hóa này, anh cắm bên này đi. Cho nó thêm màu sắc tí, nhìn nó đẹp mọi người. Nói chung bên này thì chỉ có hóa nhựa này mọi người nhé. Thế cũng không là có hóa gì nhiều, mà mua hóa nhựa là được lâu dài mọi người. Đấy, hóa là phải có lá, có cành nhìn nó mới đẹp được. Vậy mê tê. Bạc hoặc cắm đi. Đấy, cứ tạm tạm thôi mọi người, vì anh em mình cũng không phải là một nhà nghệ sĩ là hòa sĩ gì cả. Tạm tạm thôi, nhìn là chúng cũng đẹp, mà chúng cũng thấy đẹp rồi mọi người. Đấy, gọi là có trắng, có hồng hay. Có đủ các loài màu là thấy đẹp rồi mọi người. Đấy, một lò bên này, đấy, bây giờ sang lò bên này nữa, đấy, đủ các màu là chúng cũng rất là đẹp. Chị à? Cầm quá nhưng phải quá trường lớp đấy. Cũng phải học quá trường lớp đấy. Còn cái bây giờ cái chỗ hóa này mọi người, là mình sẽ là cầm ở trên này làm một cái như kiểu một cái vòm hóa trên này mọi người. Vòm hóa trên này để nhìn cho nó đẹp một tí. Thôi, thế được đấy, đẹp đấy đấy. Đấy, không biết mọi người nhìn có thấy đẹp không nhé. Đấy, để xuống xem nhìn ở dưới này, nhìn mấy chân được, nói chung là cũng sửa đi sửa lại mấy lần đấy. Đấy. Đúng là anh em cũng phải là thờ cầm quá lắm. Đấy, đúng rồi, không phải thờ cầm quá. Đấy, nói chung là chỗ này nhìn là đã được rồi mọi người. Ok. Đấy. Thế này là nói chung là cũng tạm ổn rồi.
Dạ, phải về aquí ta. Là como así tan bonito, ¿no? Está bonito. Ok. Está muy bonito. Dạ. Đấy, rồi bên này đấy. Lò hoa rồi là hoa để ban này. Rồi còn nến nữa mọi người. Rồi còn đây là quyền để kính thánh đấy. Ai đã để đấy đó, để cái gì đấy đấy? À, đã để cái cuốn sách. Đấy rồi mọi người. Đấy, đã để đấy rồi. Đấy mọi người, đấy sau bao nhiêu thời gian cố gắng ấy, mình và người dân cũng như là cả anh Thanh nữa, tất cả mọi người cố gắng thì hôm nay cũng đã hoàn thiện xong một cái nhà cầu nguyện đấy cho người dân bản đấy rồi. Đấy tất cả đấy mọi người, nhìn đấy, bây giờ là cũng là để đi ra ngoài để nói về người dân bản ấy cũng như là để ban giáo chìa khóa, rồi để bác trưởng thôn là sắp xếp là ngày nào đấy để bắt đầu mình sẽ là cùng bác sẽ đi mời cha xứ ấy ở nhà thờ lớn đấy là đi vào đấy để làm lễ, để làm lễ khánh thành cho nhà thờ mới của bản mọi người. Đấy. Tất cả là đầy đủ mọi người, ban ghế tất cả mọi thứ đến đấy đấy là đầy đủ hết rồi đấy. Đấy. Rất là đầy đủ đó mọi người. Dạ vậy à có đâu không? Đấy, bây giờ đi ra ngoài mọi người, chứ ở ngoài là người dân là đang đứng chờ ở ngoài rất là nhiều luôn. Đấy, xong xuôi rồi tí nữa chìa khóa thì bác trưởng thôn sẽ tự khóa lại để cầm chìa khóa và lão giòn luôn. Boa tarde, família! Boa tarde! Đấy, là xong xuôi rồi đấy mọi người. Dạ vậy, em chúc quý ya pai, así Kartika ya ya está terminando todo. Ahora ya tengo aldea, ¿ya? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya. Ah, sí, sí, sí. Ya. Sí, sí. Agora não tem como falar obrigado aos nossos vietnamenses, tem que falar muito, tá vendo? Sim, sim. Yeah. Tem que falar comigo, sim. Olha comigo, fala, tá vendo? Sim, sim. Obrigado ao nosso filho, que nos arranjou essa casa, que é a igreja de Deus. É uma alegria para nós. É uma alegria. Não temos mais a coisa que vamos falar. O Deus está conosco. Abriu o coração dele. O Deus. Hoje em dia, não conhecemos onde que ele saiu, mas pronto, nosso filho nos arranjou qualquer coisa. Isso é uma alegria. Que é o nosso mestre, que é o nosso engenheiro, que arranjou isso. São eles que deram esse trabalho. Temos mais os outros mestres, estão lá. Havia, vem aqui. Tupanduri Colai, Longuço. Yeah, agora a catequese já está terminada, yeah? Agora a catequese é vosso, nosso de aldeia de Hanga, yeah? Essa catequese é nosso pessoal do Vietnam. Está mandando aqui para a nossa aldeia de Hanga. Yeah? Vietnam, Vietnam manda aqui. Yeah? Đấy, mình cũng vừa nói với là người dân bản ấy, cũng là người Việt Nam mình, là gửi tặng đến là nhờ mình, là anh em mình là giúp đỡ xây một cái nhà cầu nguyện cho người dân bản. Vì nói chung là
cũng cái nhà cầu nguyện cũ đấy, cũng nhà đất đã sập sệ xuống cấp rất là nặng rồi, thì bây giờ cũng là hoàn thành rồi mọi người, cũng sau bao nhiêu thời gian cố gắng đấy. Dạ, agora hoje aleluia. Thôi bây giờ là để chờ cha xứ chọn ngay, mình cũng là sẽ nói với bác trưởng thôn luôn là sẽ là chọn ngay và mời cha xứ đấy ở ngoài nhà thờ lớn để vào làm lễ để khánh thành nhà thờ mọi người. Dạ, ora pai né? Vamos falar com o padre assim arranja um dia assim, já fala com mãe. Vamos fazer festa assim de catequese de novo. Já? Sim, sim. Já, então agora eu nós vamos sair, já? Então assim tá muito obrigado. Sim, sim. Já. Mình cũng xin cảm ơn mọi người. Dạ, anh đâu sao sao nhá. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, sao sao. Aqui vai em casa João, onde tem tudo o material.